Là tiếp tục giao lưu anh em một cây siêu rí dáng đổ mấy anh ha, siêu rí dáng đổ anh em thấy không, uống rê rê rất rí mà nha. Bức cây lá nhỏ cho anh em xem nha, bức cây lá nhỏ đây ha, đây nè, đây những cái lá này lá sung mấy anh, những cái lá này lá sung á, còn những cái lá này là nó ra này, rồi đây thôi mấy anh nè, em thấy không, nó dù nó siêu rí lá nhỏ mấy anh. Nó thân nó rất nhỏ, khó có cây lớn lắm anh em, dòng siêu rí khó có cây lớn. Anh em cần cây siêu rí này liên hệ với Bonsai VN nha. Số điện thoại Zalo 093 241 1987 mấy anh em. Cây này chiều cao của nó 60 mấy anh em. À, chiều độ của nó 60, thân độ tự nhiên nè. Siêu rí cánh sen mấy anh em. À quên lộn, xin lỗi mấy anh em, hoa siêu rí cánh sen, cây siêu rí mấy anh em, nhầm nhầm. Giờ đang nghĩ tới cây cánh sen nên nói tầm bậy em bè. Siêu rí mấy anh em. Đó, mình đang quay buổi chiều, cây này khá dễ thương mấy anh. Đây là cái đường chóp của nó nè. Đó đây. Đó, anh em mà cần cây siêu rí này alo về mình nha. Số điện thoại là 093 241 1987 mấy anh em. Hồi nãy mình nhìn thấy cái đây định nói cho mấy anh em cánh sen, giống cánh sen nhưng mà không phải. Nhưng mà quên nói siêu rí cánh sen. Cái siêu rí mấy anh em. Rất là rí này. Rất nhỏ mấy anh em. Em siêu rí nha. Em cần alo mình nha. Số thoại Zalo là 093 241 1987 nha mấy anh em. Cây này cắt tàn duyên cho mấy anh em luôn. Rất là dễ thương ha. Đó. Xem video nha.